Em không cần nhạc. Cái này là không cần nhạc luôn, chơi chay luôn. Rồi ok. Phương diện á là giải trí á thì Quang đang rất là thích cái phần mà biểu diễn của bạn. Team của huấn luyện viên TD Thùy Dương ạ. Em sẽ cử Duy ạ. Oh. Em không cần nhạc. Cái này là không cần nhạc luôn, chơi chay luôn. Rồi ok. Mắt nai ơi xin đừng đi nha em. Mắt nai ơi xin mình chọn chúng tôi. Dù cho chúng tôi không có đẹp nhưng chúng tôi mau lương. Dạ mấy anh chị. Dạ. Mình chọn cho team mẹ em nha. Team TD. Trong chương trình The Next Play Việt Nam năm 2021, xin hãy bình chọn cho team mẹ em, team TD. Và cũng như bình chọn cho chúng em ạ. Chúng tôi là Team TD. Team TD. Xin cảm ơn phần thể hiện của Thế Duy. Hy vọng rằng các bạn sẽ được khán giả bình chọn nhiều hơn. Bạn Duy thì bạn có cảm nghĩ gì khi mình là một người nam duy nhất trong team mà phải đối chọi với hai cô gái rất là xinh đẹp? Thưa anh Nam Trung và thưa anh Quang Đăng, khi thấy hai bạn nhảy wow, sexy bốc lửa, thì làm sao một đứa con trai có thể so sánh được cái sự sexy bốc lửa bằng hai cô gái kế bên, trong khi Vi lại rất là hot, chị Diễm cũng rất là, cho nên là mình không thể nào so sánh bằng cái việc đó được, cho nên mình phải làm một cái khác thôi. Nhưng trong đó những cái động tác của anh cũng, đây là của một đội mà Quang đang cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì vô là em không mở nhạc luôn, nó không mở nhạc nhảy thì nó sao ta. Thì không ngờ là em nhảy không nhảy nhưng mà em hát. Vừa hát và vừa diễn theo. Rồi xong cái đang hát chuyển qua diễn kịch, đúng không ta? Phải diễn kịch không? Hài độc thoại. Chuyển qua hài độc thoại, cái mà giống như là mình đang feel với cái này, xong bạn chuyển mình qua cái khác, xong mình vừa chuyển qua khác, mình lại chuyển qua khác nữa. Về một cái phương diện á là giải trí á, thì Quang đang rất là thích cái phần mà biểu diễn của bạn. Nó làm cho khán giả nhớ tới mình nhiều hơn. Đây là một cái rất là thông minh của đội của bạn. Mà nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, thật sự là bên đội này thì nhảy không nhiều. Nhảy không nhiều bằng đội này và không nhiều bằng đội này. Sắm gì cứ Tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt Tiki ngay.